Má hiểu. Chị con gái mà không phải con trai. Con chị đó. Tôi nói con chị. Đúng rồi, đến học sinh là con chị hết. Đầy đủ hết em. Già cũng thích ăn phá lấu, mấy người lớn tuổi cũng thích ăn phá lấu chị nữa. Nói chung là cái nước ở nhà làm á, nó có nhiều người ăn nói là không có giống ở chỗ nào hết. À, chị em Lan Quế Phượng, chị em chung phường với nhau, hiểu không? À, chị em chung phường. Hôm qua là hôm qua Phương mới qua đi chơi. Phương ngày qua mới qua, qua chơi ngồi cũng tới chiều mới về. Hello mọi người. Em là Phá Lấu Ăn Đồng đây mọi người ơi. 36 An Dương Vương, phường 9, quận 5 nha. Phá Lấu Ăn Đồng trước cửa chợ Ăn Đồng luôn. Chế tình hiểu nha mọi người. Một giờ thì chế có rồi. Thì bán vô trường nó hết sớm, dọn sớm. Nhưng mà làm gì làm cũng 8 mấy 9 giờ là dẹp. Hồi đó chị bán 24. Chị bán 24, 25 chị bán rồi. Chị nghỉ thời gian lâu lắm rồi đó. Xong rồi cái giờ chị bán lợi. Chị lấy đồ chính còn cái nước là chị làm. Ờ à. Tổ ong nè, lá tách, thịt dây, bèo, bao tử, đồ đủ thứ hết em. Bánh mì, mì gói. À ngày mai chị bán phá lấu xào lại nữa. Ờ à, với lại phá lấu mì xào. Một chén là 30. Còn một ổ thì 3.000. Còn em ăn phá lấu mì với lại phá lấu xào đồ là 40.000 một phần. Nhưng mà cái chén thịt của chị bán, cái chén thịt tan nó cũng giống nhau. Nhiều người bán hả? Nhỏ em nó cắt nhỏ đó chứ mà chế cắt cái chén thịt đó mình bự lắm đó. Chẻ ngã chứ cỡ 10 cục là hết chén rồi. Hỏi hoài dạ đúng không má hiểu. Chị con gái mà không phải con gái. Con chị đó. Tôi nói con chị. Đúng rồi, đến học sinh là con chị hết. Mấy đứa nó thì nó phải ăn lá mía đồ nhiều, lá mía phèo rồi đó mấy đứa đó. Ờ còn ai không biết ăn lá mía phèo là ăn tổ ong đồ thịt dày đồ này nọ. Nhưng mà phá lấu là người ta ăn khăn lông tổ ong rồi lúc nào cũng phải có. Còn gan phèo á thì có người không ăn đó. Tổ ong nè em, ốc bít á, nếu mà đúng nghĩa ốc bít là nó nằm trong phèo nha. Ốc bít đó giờ ít có ai ăn lắm, bây giờ người ta ăn ốc bít này nhiều. Ờ như chắc cho cô hãy cái ốc bít này ở đây đây. Ốc bít mà nằm ngay được mấy ngày là mới ngon nha. Ờ mà nhiều khi hả một đồ người ta giao xuống mấy ký, nhiều khi có một hai cục thôi à. Nó nằm ở cái mé mé bên bao tử đồ đó, nó dính liền với nhau nó vậy á. Ờ đầy đủ hết em. Già cũng thích ăn phá lấu, mấy người lớn tuổi thích ăn phá lấu chị nữa. Nói chung là cái nước ở nhà làm á nó có nhiều người ăn nói là không có giống ở chỗ nào hết. À nè, nó ví dụ mà cay tí nữa giống như cà ghi Ấn Độ ha. Ví dụ mà cho cay nữa là giống cà ghi Ấn Độ lắm á. Ừ. Nó không có giống như cà ghi bình thường mình nấu, nó cũng giống nước lagoon nữa. Nó sao tao nói chung là chị không biết nêm, nhưng mà má chị nêm, chị đứng bán. Đó. Chút có gì hai em ăn thử rồi biến. À, nói chung là phá lấu mà em làm vô một cái làm đứng là nó có mùi liền. Được. Phá lấu mà làm dơ là đứng có mùi, hay là em ăn vô là nó có trời nó hả dị ứng mùi lên liền. Còn này chú em có ăn ăn thử cái gì phá lấu không bao giờ có mùi bao luôn, từ phèo hay lá mía hay thằng lông cũng vậy. Đồ nóng nha, không ai lấy đồ đông lạnh, nhất định là không lấy đồ đông lạnh nha. Người ta mua bò tươi, bò vừa mổ ra rồi người ta hốt ba cái đồ sống đó luôn á là về làm. Chị chỉ lấy cái đồ người ta làm xong rồi, đồ chín luôn rồi đó, rồi chị lấy đó vậy đó. Nói chung là ok hết em. Ừ. Đúng rồi. Nói chung là mấy người đến đây lớn nhỏ gì tao cũng thích phá lấu với chị hết. Không phải tự tin nhưng mà giống như là ăn nó vừa miệng mọi người hết á. Nó gì? Có nha. Ủa nhưng lúc vừa mới bán lợi nè, khách đã sai nhiều lắm rồi hả? Thì chơi tới tối rồi tuần người ta quen nữa đó. Gửi về quê cho người ta nữa, gửi về giống như trong liền. Đang bằng gửi bán về cho người ta liền trong một buổi trưa, gửi chành xe cho người ta về gần gần đây giống như ở Mỹ Tho, Tiền Giang rồi đó, còn không có mua. Ừ, đúng rồi. À
chị em Lan Quế Phượng, chị em chung phường với nhau, hiểu không? Lan Quế Phượng. À, chị em chung phường. Hôm qua là, hôm qua Phương mới qua đi chơi. Cũng qua quầy. Phương ngày qua mới qua, qua chơi ngồi cũng tới chiều mới về. Thì cũng ghé ủng hộ này nọ, mà lo bán nhiều khi đó đông quá không có nói chuyện với ai được hết trơn á, tại ngồi lo bán với lại lo cá cái này nào không có khách vậy này thì nói chuyện được, còn mà đông quá là chém có nói chuyện được với ai chưa. Hôm nay anh chị bên kênh địa điểm bán uống ghé thăm em, cũng chúc cho anh chị kênh được gặp nhiều thành công ha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em thời gian qua nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ còn ai chưa biết đến em thì ghé ủng hộ giùm em.